Phường Tân Chính, quận Thanh Khê vừa tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chi hội Tiên Lành, Đà Nẵng. Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn dân cư, kịp thời tổ chức chữa cháy có hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại tài sản của nhân dân. Trước khi thực tập phương án chữa cháy theo phương án giả định, lực lượng chuyên môn đã hướng dẫn đội phòng cháy chữa cháy chi hội Tiên Lành Đà Nẵng và các hộ gia đình của tổ dân phố số 6, khu vực Tăng Ninh B2 cách sử dụng bình chữa cháy xách tay cho đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. Thông qua buổi tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận phường Tân Chính cũng vận động người dân mở lối thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không để vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.